Alo. Xong rồi chú lên đấy đi. Thì cái chuyện làm thánh lễ ở đây cho các cụ nhân dịp Noel thì cái chuyện nó không cần phải bàn cãi, còn không ý kiến gì ở đây. Nhưng chỉ có một điều, những kẻ nào lợi dụng vào một cái chuyện mà làm thánh lễ cho mộ Ngô Đình Chị và Ngô Đình Nhu, lợi dụng vào cái chuyện đó để kích động và nói xấu chế độ và chính quyền, thì nhân dân chúng tôi không đồng tình những cái thái độ đó. Và đặc biệt những tên nào mà thì phải cẩn thận, chứ không nhân dân ở đây không thể để chúng có thể phô diễn lại những hình ảnh của những tên lính ác ôn đã từng giết hại đồng bào. Một số đã bỏ chạy nước ngoài và hiện giờ một số còn lại ấm ức vẫn phô diễn những cái hình ảnh của chế độ cũ, thì đặc biệt nhân dân ở đây họ không bằng lòng với chuyện đó. Còn những ai tới đây làm về cái nghề gì, với mục đích gì, chúng tôi không còn quan tâm tới chuyện đó. Và ở đây tôi nhắn đến những cái tên nào bữa trước comment với tôi, nói là mày đánh được thương phế binh Cộng Hòa là mày bố đời hả? Tôi thách tên đó tới đây gặp tôi. Những tên nào thách thức tôi cứ việc tới đây gặp tôi đang ở đây và tôi ở đây cho tới tối. Những tên nào thách thức mặc đồ lính Việt Nam Cộng Hòa thì cứ việc tới đây. Tôi xin mời và đón nhận tất cả. Đó, còn tiếp tục á, nó bị ngắt sóng á. Ừ. Đây có wifi mà. Có wifi thì nó rõ. Quần chúng nằm trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tới đây không phải với mục đích là làm mất an ninh trật tự, nhưng tới đây mục đích để ngăn chặn cái sự quảng bá của chúng trên những bộ đồ lính của Ngụy cũ. Còn vấn đề thánh lễ thì rất tôn trọng trong cái tự do tôn giáo, nhưng đặc biệt có những tên nào lợi dụng vào cái sự thánh lễ hôm nay mà phô diễn những hình ảnh của chế độ Việt Nam Hòa cũ thì nhân dân chúng tôi hoàn toàn không bằng lòng chuyện đó. Trước kia giới quân thù, với súng đạn, trước bom đạn, nhân dân chúng tôi vẫn chiến đấu tốt. Thì ngày nay, đối với những kẻ phản loạn, nhân dân chúng tôi không ngại ngùng về chuyện đó, chấp nhận sẵn sàng đối phó hết. Những tên nào đã từng thách thức, xin mời tới đây. Nhân dân chúng tôi sẵn sàng đón nhận. Chào anh em tới đây là bởi vì chúng tuyên truyền rằng ngày hôm nay chúng sẽ tới đây để làm thánh lễ. Chuyện đó không cần phải bàn cãi, nhưng chúng thách thức mặc những đồ của ngụy quân trước kia để tới đây, thì ở đây sẵn sàng đón nhận chúng, đón nhận những hành động, những thách thức của chúng. Cương quyết không để một tên nào phô diễn quần áo của ngụy quân ở trên đất nước Việt Nam. Tất cả anh em cựu chiến binh chúng tôi toàn quốc đã hiệp thông cái chuyện đó. Cho nên những ai có ý đồ mặc những quần áo của ngụy quân trước kia cần phải coi lại và cẩn thận, chứ không thì đừng nói chúng tôi không nhắc nhở trước. Hiện giờ chưa thấy một tên nào xuất hiện và chúng tôi đang chờ đợi ở đây. Cô mà đây là chỉ là một bộ camera đối diện mặt ông á, một bộ phận rất nhỏ của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc mà gọi tắt là cờ đỏ đó, đang ngồi ở cổng nghĩa trang Lái Thiêu để chờ các bạn của tôi tới. Mà tới giờ các bạn
có gây lộn với anh Tú không? Chỉ một tốp rất nhỏ, hiện giờ đang ngồi rải rác ở quanh khu nghĩa trang chờ mấy anh bạn mình, nhưng mà chưa thấy anh bạn nào tới hết. Đây là nữ tướng, nữ tướng mới đi Hà Nội về. Rồi cũng đang chờ. Hạnh đã đeo kiến vật sẽ không ai nhận ra Hạnh hết. Hạnh Lê, Hạnh Lê là Lê Hạnh đó. Đầu là Lê Mỹ Hạnh Trâm Sa, nói cái người dữ dằn là đây đó hả? Không, đúng rồi đó. Cũng qua phải nhờ. Không kia, dữ, người chấm liền thấy mồ luôn. Dữ dằn là đây đó. Cũng qua phải nhờ những tin phản loạn trên là anh chị em cộng đồng từ Bắc đến Nam mới gần nhau, mới biết nhau, càng tăng thêm sức đoàn kết. Anh Trùm Sò, không biết anh có Trùm Sò không biết, mà anh từ ở miền Tây đi lên đây mà anh mà Trùm Sò làm sao anh dám bỏ tiền xe lên đây ta? Cũng chịu chơi lắm mới dám bỏ tiền xe lên đây chứ. Trùm Sò làm sao mà dám bỏ tiền xe lên đây? Rồi còn mấy anh em ở Bình Dương thì ngồi bên kia nữa. Rồi mấy anh em ở miền Tây một số cũng ngồi đằng xa kia nữa. Đây, trên đội hình ngồi rải rác. Rồi cả ở trong cái quán này nữa nè. Quán cà phê đối diện đường nữa. Một số anh em cũng ngồi trong này nha. Đây, tất cả dần lưới hết rồi. Đó. Hiện một giờ, số anh em thì đang đi ở trong nghĩa trang. Đó, một số anh em đang hiện giờ nghỉ ngơi ở trong mấy quán chòi lá này nha. Đây, tất cả đã dằn lưới hết rồi. Đó, chờ mấy con cá vô đây để bắt thôi. Đó, chúng tuyên bố chúng làm một cái thánh lễ tại mộ Ngô Đình Diệm, và chúng tuyên bố sẽ có những tên mặc đồ lính Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện ở đây. Nhưng tới giờ phút này là đã 2:30 mà chưa thấy một tên nào tới cả. Tính ra là hôm nay con đang ốm đó, đáng lẽ con không có lên đó. Nó xào xào ke quá. Đúng là ba que xỏ lá, chỉ có xào thôi. Chấp nhận thua đi. Đu tàu, đu máy bay thì mình thua đi. Không, mà đặc biệt một số người á là từng làm ở trong ngụy quân ngụy quyền mà cái chức sắc cao á, họ hiểu. Bởi vì họ có trình độ, họ hiểu biết lịch sử đó. Họ đều im lặng. Họ biết là lịch sử đã trang trang rồi. Đấy, mà họ biết là người thua cuộc rồi, họ đa số điểm lặng. Kể cả hàng ngũ tướng tá của nó, đấy, hàng ngũ chốc đu của nó, ví dụ như Nguyễn Văn Thiệu, Duy Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Trần Văn Hương, khi ra nước ngoài họ đều im lặng. Vì họ biết đó là đã người thua cuộc rồi, có gì mà nói. Vì họ là người có hiểu biết, họ biết lịch sử trang trang rồi. Nhưng đặc biệt ở một số bây giờ thì nó cứ toàn nghĩ ra những cái chuyện hoang tưởng để nó nói không à. Đấy, để làm gì với ý đồ mục đích của nó, và cái đó là một sự dãy chết á. Nó đang dãy chết, mà các bạn đều biết rằng khi một con thú mà trước khi chết nó dãy rất là mạnh lắm. Đó là cái dãy chết cuối cùng của chúng đấy. Mà sắp tới là rõ ràng là chúng đang làm cái cáo chung của tụi nó rồi đấy. Đã đến thời kỳ cáo chung của tụi nó rồi. Anh thấy lúc nào cũng kêu là chế độ Việt Nam Cộng Hòa là chính nghĩa, ngay kể cả đến tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, con phải trả lời phỏng vấn của phóng viên ở bên Mỹ, ngồi tại bên Mỹ, con phải thừa nhận rằng cái chế độ Việt Nam chính quyền nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chính công nhận chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là họ là chính nghĩa, họ là chính thống, được các nước công nhận, được Liên Hợp Quốc công nhận. Chính ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tôi em nhớ là trong một cái video clip mà người ta chất vấn
người ta chất vấn là có mang đi 16 tấn vàng đi hay không, thì ông Thiệu nói rằng là em biết ai gửi cái người ta chiến thắng là cộng sản, và người ta là một cái nhà nước chính thống, người ta có thể có quyền cũng như là kiện lên liền để coi như thu hồi số vàng đó về. Chính ông Thiệu còn phải nói như vậy. Còn ông Nguyễn Cao Kỳ thì nói rằng là ai cũng muốn muốn tính lên cộng quyền, nhưng mà mình đã thua người ta rồi, phía bên kia người ta mình đã thua người ta rồi thì mình phải chấp nhận, bởi vì họ là người ta. Mà sự thật thì nước Việt Nam lúc đó gọi là nước Việt Nam đã em có nhìn bao giờ ngồi vô đó, là đó là điều chắc chắn, bởi vì ngay kể cả như đế quốc Mỹ còn phải chấp nhận để ký vào hiệp định Paris năm 1955. Như vậy là Mỹ thua là bởi vì dùng đến cả máy bay B-52 là những cái vũ khí nguyên tài hiện đại nhất của nước Mỹ lúc đó. Mà không, mình nói sự thật trước kia thì nước Mỹ nghĩ rằng là Việt Nam bắn hư mẫu mà kinh dị tên lửa thôi, không thể nào có như bắn rơi được máy bay. Nhưng mà đến thời kỳ cuối thì B-52 đã bị máy bay MiG của quân đội nhân dân Việt Nam bay lên biết cổ xuống thôi, không quân nhân dân Việt Nam bay lên biết cổ xuống điều mà thế giới chưa làm được, chưa ai làm được mà Việt Nam làm được.